Ngày 17 tháng 2, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra vụ án môi giới hối lộ, đưa hối lộ, nhận hối lộ, giả mạo trong công tác, sản xuất, mua bán, trao đổi hoặc tặng cho công cụ, thiết bị, phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật, xâm nhập trái phép mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác, xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố cũng đã khởi tố 14 bị can để tiếp tục điều tra, làm rõ các hành vi phạm tội. Theo Thượng tá Trần Thị Kim Lý, Chánh Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 2, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố tiếp tục tiếp nhận tố giác về tội phạm đối với các sai phạm tiêu cực trong quá trình đăng kiểm phương tiện thủy nội địa xảy ra tại chi cục đăng kiểm số 6 và chi cục đăng kiểm số 9 trực thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố tiếp tục củng cố tài liệu chứng cứ, điều tra làm rõ bản chất của vụ án để xử lý triệt để các đối tượng phạm tội theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời làm rõ những sơ hở, thiếu sót, vi phạm trong công tác quản lý nhà nước về đăng kiểm phương tiện thủy. Tính đến ngày 17 tháng 2, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố 128 bị can để điều tra về các hành vi sai phạm tiêu cực trong hoạt động đăng kiểm.